Chào các bạn, ngày hôm nay thì Hoàng Nga Channel sẽ cùng gửi tới các bạn một bài đánh giá chi tiết camera của chiếc điện thoại iPhone X, chiếc điện thoại hot nhất hiện nay của Apple. Theo như DioMark đánh giá thì chiếc điện thoại này được 101 điểm với khả năng chụp ảnh. Nhưng mà điểm trung bình của chiếc điện thoại này chỉ là 97 điểm mà thôi. Nó thấp hơn 1 điểm so với chiếc Google Pixel 2. Liệu rằng cái khả năng thực tế của cái camera trên iPhone X sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng thử nghiệm khả năng chụp ảnh của chiếc điện thoại này nhé. Vâng, và điều kiện đầu tiên đó chính là điều kiện ngoài trời đủ sáng. Và cái vật thể mình chụp đó là cái ngôi nhà sau này. Ở điều kiện đủ sáng, ảnh chụp tại iPhone X vẫn tốt như cơ thể iPhone trước đây. Chi tiết thì sắc nét, màu sắc hài hòa, sát với thực tế và không quá gắt ở các tông màu vàng hay xanh. Điều đó thể hiện rõ ở phần vỏ chuối của bức ảnh này và màu xanh của tán cây ở trong bức ảnh chụp người. Ngoài ra, phần da người cũng được tái tạo khá là chân thực và không bị ám màu. Dù sở hữu công nghệ màn hình OLED, nhưng khi xem ảnh trên iPhone X, màu sắc thể hiện trên màn hình này khá là chuẩn xác, không khác biệt quá nhiều so với thực tế cũng như là công nghệ IPS LCD trước đây. Vâng, và điều kiện tiếp theo đó là điều kiện ngược sáng ngoài trời, và mình sẽ thử cái chế độ HDR của máy xem nó hoạt động hiệu quả hay không nhé. Các bạn có thể thấy là trước khi bật chế độ HDR thì vùng trời phía trên tòa nhà bị cháy sáng, lẹ vào phần tường và các chi tiết của hành lang tòa nhà. Còn đây là ảnh HDR, tất cả đã được hài hòa hơn, phần trời và tòa nhà đã được tách bạch rõ, các chi tiết ở hành lang được tái tạo lại và không bị lốp sáng nữa. Ở phần cây bên dưới cũng ở mức sáng vừa phải. Điều tương tự thì cũng xảy ra với bức ảnh này. Phần trời và tòa nhà đằng sau đã được cứu cánh hoàn hảo nhờ chế độ chụp HDR. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ thử chụp khả năng portrait mode là xóa phông của trên chiếc iPhone X này sẽ như nào nhá. Và do bạn quay phim không muốn lên hình nên mình sẽ phải đưa cho bạn đây để chụp hộ. Ở chế độ chụp xóa phông đủ sáng, iPhone X vẫn giữ được thế mạnh từ cơ thể iPhone trước đây, với phần diện chủ thể được xóa rất là gọn gàng, ít lem, chi tiết thì được giữ lại khá là nhiều. Mời bạn cùng xem một vài hình ảnh xóa phông được chụp từ iPhone X. Có một vấn đề khá là lạ đó là phần cân bằng trắng. Máy đo sai màu trong một số trường hợp, ví dụ như là trong bức ảnh này, bạn có thể thấy là màn hình live view cũng như là ảnh chụp ra đều khác xa so với thực tế. Ngoài ra thì trong những trường hợp chụp vật thể khó như là tay người hay là phông nền phức tạp thì máy vẫn chưa xóa phông được hoàn hảo. Bù lại thì chế độ Portrait Lighting lại tỏ ra khá là hiệu quả khi chụp trong điều kiện đủ sáng, nó không bị lem nhem như là chụp trong điều kiện thiếu sáng. Về khả năng xóa phông thiếu sáng, một cải tiến khá lớn ở trên camera iPhone X đó là việc hỗ trợ chống rung quang học OIS và nâng khẩu độ lên f/2.4 cho camera tele. Vì vậy, ảnh chụp xóa phông trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn hẳn, ảnh cho ra sáng hơn, thấy rõ, ít noise và phần rìa chủ thể được xóa khá là chính xác dù không tốt như là ban ngày. Vâng, và bây giờ là điều kiện khó khăn nhất của bất cứ chiếc điện thoại nào. Và với một chiếc flagship như iPhone X thì chắc hẳn chúng ta sẽ rất tò mò là xem trong điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ chụp ảnh như thế nào, đúng không? Trong điều kiện thiếu sáng, nhờ khẩu độ camera lớn đến f/1.8, iPhone X cho ra ảnh chụp tối hoàn hảo, chi tiết tốt ở cả phần trung tâm và rìa ảnh, màu sắc thì cân bằng trắng chuẩn xác, ít noise và hầu như không cần phải dùng flash để kích sáng. Ngay cả trong bức ảnh này, mình không thể nhìn thấy gì bên trong bởi vì ngõ quá tối, nhưng iPhone X lại có thể chụp được bức ảnh sáng như thế này dù noise xuất hiện khá là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ thử cái khả năng xóa phông bằng camera trước. Cái tính năng này là độc nhất vô nhị ở trên iPhone X, và kể cả iPhone 8 Plus ra cùng thời điểm cũng không hề có tính năng này. Độ chụp ảnh tự sướng selfie, ảnh từ iPhone vẫn luôn sắc nét và đương nhiên là cả mặt và cả mũi luôn. Ở iPhone X thì Apple đã tích hợp cả tính năng chụp ảnh xóa phông cho camera trước, và chế độ này hoạt động khá là hiệu quả, ảnh tương đương với camera sau và đặc biệt vẫn xóa phông khá ổn ở điều kiện thiếu sáng. Vâng, và bây giờ là bài thử thách khó khăn nhất, đó là khả năng quay video của chiếc điện thoại này. Mình sẽ sử dụng cả camera góc rộng và camera góc hẹp, và Apple đã tích hợp cái chế độ chống rung quang học lên trên camera góc hẹp, vì vậy là cái khả năng chống rung của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với 8 Plus cũng như là 7 Plus. Nào, chúng ta hãy cùng thử nghiệm nhé. À mà quên, mình đã cài đặt chế độ là Full HD và 60 frame trên giây. Đó. Sau khi chuyển sang quay video bằng camera tele, chúng ta có thể thấy là nhờ tính năng chống rung quang học OIS, khung hình đã được cân bằng lại và không bị giật lắc trên iPhone 7 Plus hay 8 Plus nữa. iPhone X còn được tích hợp cả tính năng quay video 4K với tốc độ 60 khung hình trên giây. Hoàng Hà Channel sẽ sớm có bài đánh giá chi tiết về tính năng này gửi tới các bạn trong thời gian tới. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài đánh giá chi tiết camera của iPhone X. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì iPhone X có một camera rất là tuyệt vời, xứng đáng được 101 điểm từ DioMark. Ở cả điều kiện đủ sáng, thiếu sáng, quay phim cũng như chụp ảnh, iPhone X đều cho những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn thấy những bức ảnh chụp từ iPhone X như nào? Đừng quên comment ở bên dưới nhé. Like, subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà nha. Bye.